Các bạn thân mến, trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện video của một vlogger Trung Quốc quay lại hình ảnh của một bệnh viện đa khoa, khu vực Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Video của vlogger Trung Quốc với tiêu đề Hình ảnh thực tế bệnh viện tuyến huyện của vùng núi Tây Bắc Việt Nam, cùng xem có khác xa với tưởng tượng của chúng ta không nhé. Trong video, vlogger Trung Quốc nói rằng đây là một bệnh viện tuyến huyện ở một huyện của Việt Nam là huyện Nghĩa Lộ. Ở đây có rất nhiều người dân tộc thiểu số đến đây để khám bệnh. Trẻ em dân tộc thiểu số ở đây đi học đều được miễn học phí, không cần đóng tiền. Đây là phòng ngoại trú. Đây là bên trong bệnh viện, tầng 1. Rất rộng rãi nhưng cơ sở vật chất không tốt lắm. Thời tiết rất nóng nên ở đây đều có các màn che. Bên trong là khoa phụ sản. Đây là bên trong phòng bệnh, trong phòng có điều hòa. Trong phòng có điều hòa như vậy cũng được xem là điều kiện rất tốt rồi. Có một chiếc tủ lạnh mini và một chiếc bàn để đồ. TV, quạt trần. Các bạn nghĩ như thế nào về bệnh viện tuyến huyện ở Việt Nam? Bên dưới video này, rất nhiều dân mạng Trung Quốc đã để lại bình luận. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem họ đã bình luận những gì nhé! Nền kinh tế Việt Nam đã âm thầm sắp bắt kịp Trung Quốc, thậm chí nó còn tốt hơn hầu hết các bệnh viện quận ở Trung Quốc và có rất ít bệnh nhân ở Việt Nam. Huyện ở Việt Nam tương đương với thị trấn ở Trung Quốc, nhưng thực chất là tương đương với trung tâm y tế nông thôn ở nước ta. Tôi nói điều này mọi người đừng mắng tôi. Tôi đã từng ở Việt Nam 5 năm nên tôi biết khá rõ về bảo hiểm y tế ở Việt Nam. Người bình thường được miễn phí 80% chi phí khám bệnh. Một số đối tượng đặc biệt có thể được giảm trên 80% đến 100% viện phí. Chi phí bảo hiểm y tế một năm cũng rất rẻ. Còn Trung Quốc chúng ta, bảo hiểm y tế chỉ là một hình thức để nhà nước thu tiền. Đi khám bệnh thông thường không có bảo hiểm y tế hết 1.000 nhân dân tệ. Có bảo hiểm y tế vẫn khám bệnh như vậy, nhưng viện phí tăng lên 3.000 nhân dân tệ, rồi giảm viện phí chỉ còn 1.000 nhân dân tệ. Cuối cùng thì chúng ta vẫn phải chi số tiền như vậy. Người được hưởng lợi là bệnh viện và nhà nước. Bệnh viện thì lúc nào cũng đông như lễ chùa. Nơi náo nhiệt nhất, nơi buôn bán nhiều nhất chính là bệnh viện Trung Quốc. Một nơi mất tiền, một nơi thì miễn phí thì so sánh kiểu gì? Nơi náo nhiệt nhất ở Trung Quốc chính là bệnh viện. Tôi không dám nói viện phí, nhưng với cấp độ của loại bệnh viện huyện này, các bệnh viện cấp quận của Trung Quốc có thể nghiền nát nó. Không nhất thiết, các bệnh viện cấp quận của chúng ta thực sự có thể tốt hơn thế này, nhưng tôi dám khẳng định rằng một số lượng lớn đáng kể các bệnh viện cấp quận của nước ta cũng như thế này. Hãy đến Quý Châu để xem bệnh viện quận nào tốt hơn bệnh viện trong video này. Bạn đi ra ngoài xem nhiều hơn được không? Lại còn đại bộ phận, nếu bạn đã từng đi gần hết Trung Quốc, bạn sẽ không nói những lời thiếu hiểu biết như vậy. Không phải cứ bệnh viện to là tốt đâu. Các bệnh viện ở Trung Quốc chật kín bệnh nhân, thậm chí hành lang và cầu thang cũng chật kín người, buồn quá. Các quận ở Việt Nam chỉ tương đương với các thị trấn ở Trung Quốc và các bệnh viện thị trấn của chúng ta không tốt được như bệnh viện này. Làm sao không có khoảng cách được? Phải có sự khác biệt rất lớn về thu nhập. Bệnh viện hạng 2 ở quận chúng tôi thu nhập hàng chục triệu một năm. Nhưng ở Việt Nam, nghĩ thôi cũng đừng có nghĩ tới. Họ sẽ không thể đuổi kịp chúng ta về thu nhập sau 10.000 năm nữa. Đó chỉ là một bệnh viện huyện ở miền núi Việt Nam mà thôi. Cơ sở hạ tầng có thể không được tốt, nhưng về cơ bản, những người dân nghèo ở Việt Nam đều được khám chữa bệnh miễn phí. Đó là điều chúng ta phải học hỏi. Đừng chỉ nhìn vào nhà cao tầng hào nhoáng đẹp mắt, phải nhìn vào dịch vụ và chất lượng y tế. Tôi cũng là người Việt Nam, trung tâm quận cách nhà tôi chỉ 2-3 cây số. Bệnh viện quận của chúng tôi to và tốt hơn bệnh viện này rất nhiều. Tại sao không có bệnh nhân? Có, tôi quay khi không có bệnh nhân trong phòng. Cần nhiều bệnh nhân làm cái gì cơ chứ?
Việt Nam không có bệnh nhân, Trung Quốc có nhiều bệnh nhân có phải không? Bọn họ là bệnh viện công, người dân tộc thiểu số đều được khám chữa bệnh miễn phí. Người dân bình thường có bảo hiểm y tế cũng được giảm viện phí. Cơ sở hạ tầng tốt nhưng viện phí đắt đỏ thì có ý nghĩa gì? Các bệnh viện cấp huyện của Trung Quốc đều là nhà cao tầng, bác sĩ nói chung là thiếu y đức. Lấy bệnh nhân làm tiền, mổ một lần có thể tốt nhưng phải mổ nhiều lần. Người Việt Nam ăn uống thanh đạm, đồ ăn chủ yếu là rau và đồ luộc, thức ăn tốt cho sức khỏe, bệnh tật ít. Người Trung Quốc có thói quen ăn uống không lành mạnh, đặc biệt là người phương Bắc, nhất định phải ăn cay và dầu mỡ. Nhiều người miền Bắc có câu, đồ ăn không cay thì không có hương vị, cộng thêm cuộc sống áp lực. Vì vậy, những căn bệnh dạ dày, trĩ, béo phì, mỡ máu, đột quỵ, ung thư ngày càng nhiều tại Trung Quốc. Bạn bè và người nhà của tôi, rất nhiều người đều mắc bệnh. Ít đồ ăn vặt, cuộc sống đơn giản và có rất ít bệnh nhân, giống như môi trường ở Trung Quốc những năm 1970 và 1980. Nó không sang trọng như các bệnh viện Trung Quốc và không có nhiều bệnh nhân như ở Trung Quốc, quá nghèo rồi. Mức độ trang bị phần mềm và phần cứng tại bệnh viện tuyến huyện của Việt Nam về cơ bản tương đương với Trung Quốc. Giá thuốc ở Việt Nam có cao như ở Trung Quốc không? Thuốc thông thường không đắt, thuốc đặc trị mới đắt. Bệnh viện Trung Quốc được xây dựng tốt nhưng chi phí chữa bệnh cao, ốm đau không có tiền chữa thì cũng không chữa cho ngươi. Đây là sự thật. Các bệnh viện dựa vào công nghệ tiên tiến và đội ngũ y tế xuất sắc, chứ không phải các tòa nhà cao tầng. Khi tôi mới tốt nghiệp, không có tiền, 1 m² đất ở thành phố cũng không mua nổi. Khi tôi đi làm, lăn lộn 10 năm, 1 m² đất ở thành phố vẫn không mua nổi. Phấn đấu bao nhiêu năm, còn lại một thân bệnh tật. Ngày ngày trên TV nói Trung Quốc là một quốc gia phát triển, nhưng đến an sinh xã hội cơ bản cho người dân cũng không làm được. Tất cả các chi phí cơ bản như giáo dục, y tế đều đắt đỏ. Một quốc gia thật sự phát triển, không cần ngày ngày tuyên truyền, người dân có thể tự cảm nhận được. Tôi hy vọng Việt Nam đừng đi vào vết xe đổ của Trung Quốc, phát triển giả tạo mà làm hỏng cả một xã hội. Có rất ít bệnh nhân, không giống như tình trạng quá tải ở Trung Quốc. Bệnh viện Việt Nam không tốt, nhưng người dân sống khỏe mạnh, bệnh viện có rất ít bệnh nhân. Trang trí bên trong của các cơ sở và xây dựng bên ngoài giống như các bệnh viện, thị trấn của Trung Quốc vào những năm 1980. Chất lượng của bệnh viện không tốt bằng bệnh viện quận của chúng tôi, nhưng môi trường tốt và không náo nhiệt lắm. Việt Nam rất lạc hậu và rất nghèo, Ấn Độ rất lạc hậu, thậm chí còn ăn bằng tay không, không chú ý đến vệ sinh. Lấy Mỹ làm ví dụ, ngân sách quốc phòng quanh năm eo hẹp. Tôi thường xem tin tức về những vấn đề này, có nhiều nội dung phong phú. Đó là một vài bình luận của netizen Trung Quốc. Có thể thấy được nhiều người Trung Quốc khá bất mãn với hệ thống y tế của nước mình khi không có bảo hiểm y tế tốt. Mặc dù cơ sở vật chất khang trang nhưng viện phí đắt đỏ và lúc nào cũng đông người bệnh. Tất nhiên với dân số khổng lồ như Trung Quốc thì bệnh viện đông đúc là chuyện bình thường. Qua đây có thể thấy bảo hiểm y tế của Việt Nam đang hoạt động tốt khi miễn viện phí từ 80 đến 100% cho các nhóm đối tượng khác nhau. Đó là điều tốt mà chúng ta phải công nhận. Các bạn thấy video này như thế nào? Hãy comment quan điểm của bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.